được chưa? Bắt buộc này kết nối với nhau, rồi 1, rồi 2, rồi 3, là chạy F100. Sau này tôi sẽ chạy IPTV, tức là VTV nội biển. IPTV nội biển thì các router nó phải peer với nhau, nó enable với nhau. Và muốn enable với nhau nó phải kết nối với nhau ở full mask. Thì ba router này bên trong này tôi phải chạy cho dụng tuyến nội biển, đó là UFS. Thằng R1 nó quảng bá loopback 1.1.1.0.24. Đúng không? Như vậy. Thằng R4 tôi có loopback là 4.4.4.0.24. Thằng R5 chỉ quay 5.5.5.0.24. Rồi. Bây giờ anh sẽ chạy nội biển bên trong ở trước nha. Chạy tôi là 1 thì cơ hội như sau. Interface phát không là địa chỉ IP ha, đúng không? Rồi. Interface S0.0 10.1.13.1. Interface loop 0. R2 10.1.12.2. Phát 0.1.23.2. Treo tôi R3 13.3. Phát 0.1.23.3. S0.0 là 35.3. H0.0 là 34.3. Ok nhá. Rồi. Xe tôi R5 là anh thế đã nha. 35.5. Interface S0.0. H0.1 là 45.5. R4 là 45.4. Interface phát trên cầu của chúng ta 10.1.3.4 đúng không? Phát 0.1 là 45.4. Lúc bách 0 ba router này chạy BTP. À, tôi chạy UFS phải thông nhau lắm đúng không? Router UFS 1 network. Network hai mạng với nhau 12 và mạng 13 nhá. 10.1.12.0. Rồi 10.1.35. 35. 13 được không? Ok chưa? Ở treo tôi R2. Ok, tôi được 3, chỉ hết lúc này thôi. Hai ba.
bạn là chạy chạy BGP với nhau đúng không? Sau khi đầu từ đầu giờ một này, sau 30 phút này, đã thấy tất cả các miền nội miền lưu ý nó không cần nên em cứ vào 1.1.1.0 vào nhá. Thì tôi quảng bá mạng này là BGP nhá, hiểu chưa? Từ đầu một này tôi chạy PIA với R2 đúng không? Chiêu R2, ok không? R1 tôi chạy R1 này PIA với địa chỉ khác không trên 1 của R2 chẳng hạn 10.1.23.2 đúng không? Từ đầu một. Router BGP 100 level 10.1.23.2 bao nhiêu? Remote AS 100 23.2 treo tôi là 2 10.1.13.1 tính một AS 100 tôi là 2 10.1.12.1 tính một AS 100 rồi, hiểu chưa? Hai này biểu với nhau và treo tôi là 1 show IP BGP summary chẳng là active là chưa được, được chưa? Active chưa được, bây giờ test này nó phải không có gì nữa, clear được. Show IP BGP enable chẳng là active là chưa được đúng không? Rồi sao hỏi đúng không? Đây rồi xong rồi. Hoặc là show IP BGP enable trạng thái tôi đang muốn ở đây nó là SM một ít, được chưa? Theo tôi R2 tôi enable lại Auto BGP 100 à enable rồi đúng không? Xin lỗi. Theo tôi R3 enable hai con này BGP 100 enable 10.1.13.1 tôi enable cái địa chỉ này. Nó khác với định tuyến nội miền là khi bật lên các tôi tự động trao đổi tiền tuyến, còn BGP thì phải enable vào thủ công à. Remote AS100 level 10.1 chấm bao nhiêu? 23.2 rồi. Ô level con này level R1 thì R2 lại phải R1 lại phải level lại R2 R3 đúng không? 10.1 chấm bao nhiêu? 13.3 R2 này bộ R3 đúng không? Rồi xong làm xong á, trên đó tôi là 1 này show IP BGP summary con 13.3 chưa lên đúng không? Bình 10.1.13.3 trạng thái nó phải lên rồi, up rồi. À, áp rồi đúng không? À, thời gian học 3 giờ đúng không? R3 có hát, R3 có hàng xóm như vậy. Ok nhỉ? Rồi. À, bây giờ tôi R1, tôi quảng bá cái lúc bách này vào. Router BGP 100 network 10 chấm một chấm 1.0 max là tôi quảng bá BGP phải không? Ok chưa? Quảng bá xong chưa? Tôi là 2 show IP BGP summary à, show IP BGP 1.0 chưa? Qua 12.1 vào này đúng không? Cho tôi là 3 show IP BGP à, qua 13.1 đúng không? Rồi trên đạo tư R2 à show IP root có 1.1.1.0 chưa? À, Bình tức là 1.1.0 quảng bá trong cái AS này, em hiểu không? Đấy. Thì cái bảng show IP BGP 100 này
best pass là lớn hơn là best pass, next hop là 12.1. Next hop không phải Alter là 3 nhé, next hop là Alter là 1 và 3 tới, thấy chưa, mà MP á. Sau đó tìm đường với là 1, tức là trên bảng tuyến nó có cả 13.1 nữa. Giờ tôi chạy web app bên trong này rồi mà. Matrix bằng 0, local reference, web là các thuộc tính. Bát này bằng chữ Y, tức là nội miền, không có được cả. Vậy tôi chạy BTP, tôi quảng bá cái R3 này vào này. R3 nó quảng bá là khi chạy BTP, bây giờ tôi bia bước này rồi đúng không? Chứ tôi R3 sâu rồi, tôi bia chạy BTP, sâu IP BTP, đây rồi. Rồi bây giờ sâu IP BTP Summary có hai hàng xóm là 13.1 và 23.2, bây giờ tôi bia với thằng 34.4 được. Alter BTP 100, level 10.1.34.4. Đấy đi, remote AS 100. Bao nhiêu? 200 đúng không ạ, chính xác. Rồi. Rồi. Thằng đầu 4, level lại 34.3. Bao nhiêu, 200 đúng không? Level 10.1.34.3, remote AS bao nhiêu? 100 ấy. Này đối với con này là 100, với con này là 100. Sau ID BDB Samuri. Chờ tí nó mới up đúng không? Up chưa? Rồi up rồi đúng không? Sau ID BDB có sẽ thấy mạng 1.1.0 khoảng 334.3 chưa? Đây đúng không? Đấy hợp 34.3 đúng không? Ok. Bây giờ tôi quảng bá cái R4 vào đúng không? Tương tự như vậy, R3 tôi quyên với thằng R5, được chưa? Quyên R5. R3 tôi biến R5. R3. Level 10.1.35.5. Tiếng 1 này em bao nhiêu? Đúng không? Từ thằng R4 tôi quyên với thằng 34.4. Quyên rồi đúng không? R34. Auto BG bao nhiêu? 200. Bia 45.5, level 10.1.45.5. Mấy? 300 đúng không? Thế là 5 bia lại, router BGB 300. Level 10.1 chấm bao nhiêu? 45.4. Bao nhiêu? Bia 35.3. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Rồi, sau IP. Sau 2 IP BTP Summary. Active trong lúc đúng không? Đó, chưa tôi là 4 up rồi đúng không? 4.5 up rồi. Sau IP đấy, chưa tôi là 5. Sau IP BTP. Đấy, còn thấy nhá, nó học cái 10 1.1.1.0.24 này qua R5 35.3 là qua R3 và qua R4 thì nó sẽ học qua R7 qua R3. Cái dù lớn hơn là thì qua R3, em hiểu chưa? Vì nó đi ngắn hơn qua S100 thôi mà. Thằng này qua vòng qua thằng này 200, vòng qua thằng này 100, nó chạy vòng. Em hiểu không? Hiểu chưa? Tức là dù lớn hơn thế này là thể hiện là trong bảng BTP lưu cái thông tin đến cái tuyến đường này bằng các đường khác nhau, em hiểu chưa? Bằng các đường khác nhau. Bây giờ nhá, là nó sẽ đi theo đường nào, nó sẽ lớn hơn rồi lớn hơn này. Ok không? Nó dựa vào cái thuộc tính. Thuộc tính. Local preference trước, local preference này mà không nói rồi. Xin lỗi, weight trước, thuộc tính weight, local preference, đúng không? AS path và matrix. Đầu tiên là thuộc tính weight thì anh không xét bằng không hết, đúng không? Local preference không có đâu. AS path, AS thằng này là 100, thằng này là qua 2 thằng 1, 200, 100 và thằng này chiến thắng, đúng không? Nó vừa bảo được tuyến sau IP root BGB. Ok chưa? Nhưng mà thằng R5 có binh ở 1.1.1 không? Hả? Không binh được, vì sao? Vì khi em binh rõ ràng nó sẽ trực đẩy R4, R1 đối với R1 nó sẽ trả về 35.5 này. Em hiểu chưa? Và 35.5 trên bản tuyến R1 không có. Vì em có network ở 35.5 vào đâu đúng không? Ok chưa? Vì là trên R5 anh sẽ tạo cái loopback 5 và quảng bá loopback 5 này vào interface loopback 0 IPRS 5.5.5. Rồi, router BGB bao nhiêu? Network 5.5.5.0.
Có à, chứ tôi là một. Số IP gì? Đó học có 35.5 chứ học không? Không thì không, tức không, tức là cái mạng con ấy thật là không đấy không. 5.5 nó qua 35.5, nhưng tại sao không có dấu lớn hơn, tức là không có dấu bằng tuyến, tại sao? Tại vì không biết đường đến 35.5, em hiểu chưa? Thì tôi phải thay đổi thuộc tính, bảo thằng R3 rằng, thằng R3 bảo R1 rằng, tại vì khi R3 nhận được 5.5, nó vẫn giữ nguyên thuộc tính hốc là của router R5. Và thằng quảng bá và tất cả router bên trong vẫn giữ nguyên thuộc tính hốc là của R5. Và nó phải kiểm tra xem R5 có đến hay không, nếu đến được nó mới đưa vào bảng tuyến, em hiểu chưa? Chắc chắn là không đến được, tại vì tên R3 tôi có quảng bá mà 35 vào đâu, em hiểu chưa? Hiểu? Bên tôi là ba, tôi phải thay đổi thuộc tính đối với R1 và R2 để nó học được. Theo tôi là R3 này. Bảo thằng R1 rằng router BGP 100 label 10.1.13.1 bảo rằng nên không tất cả ra ngoài là của chính nó, nên không sao. Được chưa? Bảo thằng bao nhiêu? 23.2 rằng. Đúng không? Theo tôi là R1 show IP BGP. Thấy chưa? 33.3 chuẩn chưa? Nó đổi không còn 35.5 nữa đúng không? Thằng R3 bảo. Vậy thường là 5 có Vinh được không? Vinh. Nhưng mà phải làm sao? Xuồng lúc bách. Chả phải đúng cái lúc bách đó. Em hiểu không ạ? Đấy thuộc tính đấy không? Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thay đổi cho anh. Rồi tiếp theo đó, anh sẽ chỉnh tham số quét nhắn đường của BGP. Theo tôi là 5 này. Show IP BGP. Show IP BGP. Các bạn thấy nhá. Nó đến mạng 1.1 này này, là qua 35.3. Ok không? Bây tôi muốn chỉnh qua 35 qua 445.4 thôi. Đấy đúng không? Tức là nó chạy theo lối này đúng không? Thì tôi sẽ chỉnh cái thuộc tính web để cho qua bảo qua 45.4. Chỉnh cái web này cao hơn, chỉnh như sau. Router BGP bao nhiêu? 300. Label bao nhiêu? 10.1 chuẩn bao nhiêu? 35.3 đúng không? Đây bảo 35.3. Quét 100. Label 10.1 chuẩn bao nhiêu? 45.4. Clear IP BGP sound in. Đúng không? Show IP BGP. Thấy chưa? 45.4. Đúng không? Show IP root chắc chắn nó sẽ đưa vào bảng đúng tuyến là 45.4. Ok không? Trước đó nó sẽ là 35.3. Em hiểu không? Đấy, tôi tính quyết chỉnh rất đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ thực hành.